Gia đình liệt sĩ. Đúng diện ưu tiên đây. Đi đâu? Chị cho tôi 2 vé đi Hà Nội. Mỗi người xếp hàng chỉ được mua 1 vé thôi. Ấy chết, tôi còn bà nó ngồi trông đồ đạc ở đằng kia mà. Tôi đã nói mỗi người xếp hàng chỉ được mua 1 vé thôi. Chống đầu cơ, chỉ trỏ tạm tọa, nhận vợ nhận chồng vớ vẩn nhiều lắm rồi. Chết chị, gần kề miệng lỗ ai lại làm cái trò khỉ ở chị. Để tôi gọi bà lão lại, chị hỏi xem có thật hay không nhé. Đừng có để bà tôi. Thôi thôi, bà không đứng đặt ngang vào đây được đâu. Bà muốn lấy vé thì phải xếp hàng vào đằng cuối kia kìa. Bà ấy phải đi chuyến khác. Chuyến này hết vé rồi. Tôi đành chờ bà nó ở đây vậy. Tùy, không lấy cũng không ai ép. Này, đưa giấy đăng ký kết hôn đây. Tôi linh động bán cho 2 vé. Chị hỏi giấy gì cơ? Giấy gia thú chứ giấy gì. Tôi lấy vợ năm vua Khải Định chết. Lúc đó lên 9. Đã 50 mấy năm nay rồi. Bây giờ tôi mới nghe thấy chị là người đầu tiên hỏi giấy gia thú thôi. Này, tôi bảo thật nhé, chị quá quát lắm. Cùng cách này chúng tôi không thể sống nổi với các chị đâu. Đúng rồi, bán vé cho ông cụ đi. Bán cho ông cụ đi. Bán cho ông cụ đi. Thôi, chị bán cho ông cụ đi. Người ngay kẻ gian trông qua là biết. Làm gì mà hạch sách lắm thế. Thế, còn tiền cước chiếc xe đạp, cái bu gà, hết bao nhiêu tiền rồi chị? Thế thì đi chuyến sau, rắc rối mãi, chờ đấy. Chuyến này hết chỗ để xe đạp rồi. Nào, anh bộ đội, giấy tờ đâu? Xong rồi tránh sang cho người khác vào. Cháu nhờ bác một tí. Hoàng Văn Sơn à? À, quyết định chuyển ngành à? Đã chuyển ngành thì không phải là bộ đội nữa rồi. Ở đây chỉ ưu tiên cho bộ đội tài ngũ. Chị ơi, bán cho tôi 2 vé với. Chờ mày rồi. Làm gì mà ồn thế? Báo cáo chị, bộ đội vẫn quản lý tôi cho đến lúc nào cơ quan mới tiếp nhận. Thế thì đồng chí quay về đi theo đường dây binh trạm, chuyển bộ đội từ trong Nam ra nhé. Báo cáo chị, thế thì lâu quá, phải mất 1 tuần tôi được gọi về đi học. Học gì? Đại học kỹ thuật. Trường thông báo còn có 3 ngày nữa là hết hạn. Chị thông cảm cho. Giấy ban tuyển sinh gọi đâu? Đây, có ngay đây. Ôi giời, giấy gọi từ 71. Người ta đã tuyển sinh thêm 5 khóa nữa rồi đồng chí ạ. À. Vâng, tôi nhận được giấy báo cùng 1 ngày thì sẽ gọi nhập ngũ. 5 năm ở 9 trường. Alo, tôi nghe đây. Bao nhiêu? 3 à? À, đi ngay sáng nay à? À, đến ngay nhé. À này, ta tăng về chưa? Chưa à? Nhớ 4 mét nhé. À, 4m2 cơ, lần trước không đủ đâu. Không đúng quy định không giải quyết được đồng chí nhé. Chị ơi, chị thông cảm cho. Không, tôi không biết. Giấy quá hạn lâu rồi. Bây giờ mới được về trường học. Còn có 3 hôm nữa.
Nhỡ đợt này thì... Xin lỗi đồng chí bộ đội, tôi có chút việc đột xuất cần giải quyết. Một phút thôi mà. Tôi có giấy giới thiệu đặc biệt đây. Tiền lỗi, làm cái gì thế này? Bỏ ra đi. Bỏ. Tôi muốn xem cái giấy này. Giấy thì thiếu gì giấy, có bỏ ra không thì bảo người ta rút nhầm. Làm cái gì mà nhặng lên thế? Kiệt, bỏ ra đi nhé. Giấy khắp có giấy, làm cái gì mà ầm lên mà. Đây bà con xem, cái giấy ưu tiên đặc biệt nó là như thế này đây. Còn chị, giấy tờ gì chị cũng chê, cũng vặn vẹo. Gia đình liệt sĩ, bộ đội chiến đấu lâu năm ở Bê Gia, những người có công việc khẩn cấp, ai chị cũng hạch sách đủ điều. Chỉ có cái giấy này là đủ tiêu chuẩn, là đúng nguyên tắc phải không? Anh khiêm tốn và quý, nhưng cái nhà chị này làm ăn như thế, thái độ chẳng lòn như thế. Là cái thá gì mà anh cứ một báo cáo chị, hai báo cáo chị. Anh làm hư họ, mình phải mười mươi mà vẫn rụt rè. Anh ra đây, đi với tôi, giúp công an một tay làm cho ra nhẽ. Anh ạ, phiền quá. Nó vừa làm ầm lên được quầy bán vé đấy. Anh ra đi. Báo cáo đồng chí, tôi đề nghị đồng chí lên kiểm tra trên xe này. Tại sao có người cứ ngồi sẵn trên đấy mà không chịu xuống xếp hàng mua vé? Dạ, báo cáo anh. Anh thông cảm cho, toàn là người cơ quan cả đấy ạ. Anh cũng nên thông cảm để chúng tôi làm việc. Không thể thông cảm kiểu đó được. Nếu không có vé thì xin mời xuống. Tôi đề nghị các đồng chí phải công bằng. Nếu có đồng chí không mời họ xuống thì chúng tôi cũng lên ngồi sẵn như thế. Muốn ra sao thì ra. Mời hành khách xuống để chúng tôi kiểm tra vé. Sắc xuống. Tôi không làm toáng lên như vừa rồi thì chắc là không đi được chuyến này. Không biết còn phải chờ đến bao giờ. Mình càng nhịn mãi, họ càng làm già, càng bắt nạt mình. Như thế mà anh chịu được nhỉ? Thì cũng chỉ được vài người mình, mà cũng chỉ được chuyến này. Không cơ bản. Sao đồng chí lại cho là không cơ bản? Họ phải làm theo yêu cầu của mình. Công an phải can thiệp. Lần sau có mà dám, gan có to bằng cái đình. thì họ phải làm theo công an, nhưng vẫn không cơ bản. Đồng chí thử nhìn lại những người ở trên xe này xem. Được,
Để đến bến tôi sẽ làm cho ra chuyện này. Cô chú, cô chú quay lại xây cơm. Dạ, mời bác xây cơm. Cảm ơn hai bác ạ. Ông lấy ra. Mời hai bác xây cơm đi ạ. Người nhà cả, anh chị đừng làm khách. Thôi, bà cứ để xuống đấy mà. Ông cô chú. Dạ, cháu ăn rồi ạ. Cô chú cứ cầm đi mà. Xin bác ạ. Bà con chúng tôi có lỗi cơm không các bà cả nhá. Nhớ cụ xây cơm ạ. Không dám ạ, mời hai cụ xây cơm. Tự nhiên cho ạ. Chúng tôi lỗi cơm bác Tài ạ. Thôi, bà cứ ngồi xuống ăn đi. Nào, bà cho cháu ăn nhá. Ăn xôi ngon lắm nhá, ngoan nào. Hay ông cho nó xem nó có ăn không. Bố mày ăn cũng kén chọn người. Cháu ông ngoan lắm nhỉ. Ông cho cháu rồi nhà. Cháu ăn đi nào, ngoan nào. Đấy. Hay bà mở cái chai mật ong nhá. Ui, mật ong ngọt quá. Cháu uống đi nào. Uống đi, không phải thuốc đâu. Nước đường đấy, ông ở nhà ông vẫn uống thôi mà. Cái gì cũng lắc. Bố mày uống giờ đấy chỉ khổ bà. Đấy, bà ghét khổ ông thôi. Nhanh lên. Thôi ông tập đi. Còn để tí nữa xe đỗ mua cho nó quả chuối vậy. Tí nữa bà mua chuối cho cháu nhà. Bác Tài ơi, chỗ nào có hàng quán bác đỗ lại cho bà cháu tôi kiếm quả chuối nhá. Rượu đây, ông nhắm nốt chỗ thịt không để nó hấp hơi. Ông ăn đi. Các cụ chiều nhau thật, quý hóa nhỉ. Rượu á, tôi thì cấm. Xin lỗi, xin lỗi, đồng chí có phải là Vân 10B không? Có phải Trọng phải không? Ôi trời, đi đâu thế này? Sao lại gặp nhau ở đây nhỉ? Này, hồi sao bỏ cánh 10B mình đi bộ đội cả? Đây là anh Sơn, bộ đội ở trong B ra. Còn đây là Trọng, bạn học cũ hồi phổ thông của tôi. Thế đã ra công tác chưa? Hay bạn vẫn tiếp tục đi học? Bách khoa phải không? Trước bạn vẫn thích cơ khí, chắc bách khoa hả? Không, mình lớp kỹ thuật tuyển vào. Học rồi mới có giấy gọi nhập ngũ. Bây giờ mình... Thế thì thích quá thì còn gì nữa. Tha hồ mà bay nhảy nhỉ. Cứ phải cánh trẻ chúng mình nhảy vào ngành này thì mới gọi là văn minh được. Thế ở cơ quan nào đấy? Ở đây, tuyến này đấy. Tôi nhận ra Đồng Hương từ lúc ở bến xe. Nhưng lúc ấy Đồng Hương làm dữ quá. Giá tôi gặp Đồng Hương sớm tí nữa thì Đồng Hương đỡ vất vả, không đến nỗi phải ầm ầm như sáng nay. Bạn dễ bị phiền lắm đấy. Đừng hòng. Cứ để mình thu xếp tha hồ đàng hoàng. Bạn quyền to nhỉ, phụ trách gì thế? Bây giờ mới đang đi phụ xe này đấy. Chẳng to cũng có thể giúp bạn được. Được hay không là ở mình thôi. Lần sau có đi cứ tìm mình nhé. Làm nghề nào? Mới có mấy năm mà bạn khác trước nhiều quá.
được đâu. Đủ chỗ rồi. Muốn chết hả? Bác có cho bà cháu mình xuống kiếm chuối rồi đây. Chị xem, có sai đâu. Cô Tuất đâu? Cô Tuất. Chị Tí ơi, em đây. Em đây mà. Tài, bác Tài không cho bà cháu tôi xuống một tí à? Em đẹp cả chứ. Em đẹp thì em đẹp cả thôi chị ạ. Nhưng em chưa thấy chuyến xe nào lại có kẻ lên mặt lên mũi như chuyến xe này. Trên xe đã đủ chỗ. Tôi đề nghị đồng chí lái xe không dừng xe dọc đường, không lấy khách tùy tiện. Rút kinh nghiệm bến xe Đông Hà này, chỉ vì vô nguyên tắc làm đổ xe chết thằng bao nhiêu người rồi đấy. Mỗi người mỗi chỗ, không ai ngồi tranh chỗ của ai mà làm ầm lên. Có vé hẳn hoi đây, định làm cho người ta rối trí đấy à? Ai người ta còn cầm lái được? Chuyến xe này không phải là một mình. Tính mạng của mấy chục con người đó, thế mà cũng đòi rút kinh nghiệm chuyến xe Đông Hà. Thôi thôi, đừng, đồng chí. Thôi thôi, xin các vị hãy bình tĩnh cho. Một sự nhịn là chiến sự lành. Ta chịu khó ngồi chật chật lại một chút cũng được. Thì tôi là nói của ai chịu nghe không? Đôi co với họ làm gì? Không cơ bản. Đồng chí sợ à? Rút kinh nghiệm chuyến xe Đông Hà. Đồng chí sợ như thế nên họ mới coi xe của nhà nước như xe riêng của nhà họ ấy. Này đồng chí. Gì thế? Quà chiến trường của anh đấy à? Không, tôi mua về
cho cháu. Cháu tôi cũng bằng bé Hòa đây này. Đang sửa, xe đi đường vòng nhá. Ông lái xe ơi, từ từ một chút chứ. Bằng tin cả đây này. Đi mày đứng gì mà bó trách nhiệm thế hả? Xe cho bà con nghỉ một lúc đi, nguy hiểm quá rồi. Không, quá đường xấu lắm, không tranh thủ thì lại ngủ đường, rồi bà con lại bảo thiếu tinh thần trách nhiệm. Biết ngay mà,
nói có sai đâu. Không xảy chuyện nọ cũng xảy ra chuyện kia. Chỉ tại cái nhà cô bộ đội kia kìa, nói năng chẳng có dịu dàng gì cả, cựa mập lên chẳng đâu vào đâu hết. Hơi một tí là cứ sồn sồn lên như thế, ai người ta mà chịu được. Chịu cái gì? Thế tôi hỏi ông, cứ ngậm tăm mãi để họ phá hết đồ đạc hàng hóa của mình à? Thôi rồi, thôi thôi. Ấy chết. Tai hại hậu quả đấy. Tại tôi à? Như đồng chí thì im chứ gì, yên ổn đấy. Bình tĩnh một tí đã nào. Ở chiến trường đồng chí công tác ở văn phòng à? Xung kích. Tôi không tin, dép như thế thì đánh nhau thế nào được. Dép cái gì cơ? Là nhút nhát thế thì cầm súng ra trận thế nào được. Không, lúc ấy khác, chỉ có mình biết đội Mỹ Ngụy thôi. Còn đây là đồng bào mình, đồng chí mình, mình phải nghĩ cho kỹ, không nóng vội được. Còn có cả mình nữa chứ, nên cũng phải gượng nhẹ. Đồng chí định nghĩ đến bao giờ? Hay như cái anh chàng gì ấy, lúc nào cũng chỉ ngồi nghĩ, suốt đời có làm được cái gì đâu. Chán. Đồng chí cũng chịu khó đọc sách đấy nhỉ? Không phải chỉ có bộ đội các anh mới biết đọc sách. Lệ Rời cũng biết đọc, biết viết. Thế ra đồng chí không phải là bộ đội à? Tôi cứ tưởng thanh niên xung phong phải không? Không biết. Thảo nào hăng thật. Không bằng đồng chí, lúc ở bến xe còn dám hẹn với cô gì là đến chơi nhà cơ mà. Tôi cứ nghĩ là đồng chí phải có người xốc nách dẫn đi đấy. Đâu, người thành phố người ta lịch sự, người ta mời thế. Hẹn đấy nhưng rồi lại quên ngay ấy mà. Lâm Thao nhà tôi cách Hà Nội hơn 100 cây số, lại còn cách sông nữa, đến thế nào được. Có gần thì chắc cũng còn phải để nghĩ kỹ đã, phải không đồng chí? À, mà đồng chí còn về Hà Nội học những 5 năm nữa cơ mà. Xa gì. À mà, thôi chết. Cái giấy gọi đi đại học của tôi lúc bây giờ, đồng chí cầm hộ không? Lúc nào? Lúc ở bàn bán vé. Thôi chết, tôi cũng không cầm. Thử tìm các túi xem. Đồng chí tìm giúp hộ. Quyết định chuyển ngành, giới thiệu sinh hoạt đảng, công lệnh đi đường, giấy thôi trả lương, giới thiệu cung cấp phiếu vải, cung cấp thực phẩm, cung cấp lương thực, cung cấp bách hóa, giấy đăng ký lập sổ phụ cấp chuyển ngành, giới thiệu đăng ký hộ tịch. Không có. Thế là gay rồi. Lúc bây giờ tôi đưa cho chị bán vé, đồng chí tìm hộ xem có trong cái ví tiền không, ở cái túi nhựa kia kìa. Làm gì có ví tiền. Xem kỹ chưa? Kỹ rồi.
thế là quên mất ví rồi. Mất hết à? Nhiều không? Vài chục thôi. Thôi chết. Lấy gì mà tiêu từ đây về đến nhà bây giờ? À, đồng chí thử xem hộ xem có rơi ra sàn xe không. Lúc nãy xe sóc thế mày ra. Hình như cháu lên cơn sốt. Làm thế nào bây giờ? Cho nghỉ tí ông Tài ơi, mệt lắm rồi. Dừng lại đi, một ngàn năm rồi, con người sắp ngất đây này. Ông Tài ơi, đừng chỉ lái xe, dừng lại đi, con người ngất. Lạ thật đấy, nói thế nào nhất định cũng không chịu nghe, định cho mọi người chết hết cả hay sao ấy. Còn bé nóng như hòn than thế này mà không chịu dừng cho người ta. Chú ơi, cháu làm sao đấy? Dạ không sao ạ, cháu người bị sốt tí nữa. Xin chú. Xe bị patine. Đề nghị khách xuống đẩy xe giúp cho một tí nhá. Xem nó có đi được không. Tôi đã bảo ông rồi, ông không nghe. Bây giờ ra cơ sự thế này. À, bà thương nhà cháu bà ngoan lắm nha. Để ông Tài ông ấy chữa xe xong, bà cháu ta lại lên với bố Thành nữa nha. À, nó có làm sao thì vợ chồng nó ăn thịt ông. Bà cứ dãi mồm, dãi miệng. Dỗi cả lên. Để yên như người ta lo. Thì bà cứ ở nhà. Ai bảo bà đi? Chú định hại tôi đấy à? Chuyến trước vào, tí nữa chú làm hỏng của tôi món tê ta, món step đấy. Hôm nay chú lại định giở chứng nữa đấy à? Thôi thôi, buốt óc từ sáng đến giờ rồi. Cứ nói mãi, nói mãi.
Bác ơi. Gì cháu? Cháu bé nó sốt cao quá bác ạ. Bác có mang theo cái áo nào không? Áo ấy à? Vâng. Cháu xem cái này có được không? Vâng, được ạ. Bác cho cháu mượn nhé. Ờ. Đây cháu có cái thuốc cảm đấy bác ạ. Bác lấy cho cháu bé nó uống. Cháu nó nóng đấy mà. Vâng. Chỉ một lúc là nó hạ nhiệt ngay thôi. Bác nào có nước cho cháu bé xin một ngụm nào. Có, nước đây bác này. Chú xem cho cháu đi. Anh Sơn ơi, anh đắp khăn ướt cho cháu. Để tôi ra gặp lão ta. Thôi, đồng chí Vân. Đồng chí Vân. Cứ như tướng cả một lũ. Hoại, 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 hoại. Anh hút thuốc đi. Anh cho buộc lại cái Honda của em. Không có thì hỏng mất. Lúc nãy xe sóc thế còn gì. Trọng! Trọng đâu? Hỏng thế nào đấy? Trọng! Trọng ơi! Không xem hàng trên môi đi! Đứng vớ vẩn gì đấy? Đồng chí lái xe cho tôi gặp riêng một lúc. Anh có định cho bà con đi nữa không đấy? Cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Ngồi khệch trên đệm xe, đi lúc nào mà chả được. Thế nào, anh cho bà con hành khách chúng tôi biết ý kiến. Xe hỏng. Hỏng sao con ngồi đây? Này, không việc gì đến nhà chị. Có giỏi, ra mà chữa đấy. Đứa bé làm sao anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Thôi, ăn nhanh lên, không có nó lại bảo là móc ngoặc. Đằng nào thì cũng thế rồi. Sầm sầm tối ta đi cũng kịp. Vọng gác cũng ở gần trên kia thôi. Đi vô phúc nó tóm được thì mà cũng phải cẩn thận với con bé này. Việc gì nó cũng xỉa vào. Đi mãi con đường này mà còn ngớ ngẩn. Con bé này chỉ sồn sồn thế thôi. Chứ cái tay bộ đội kia kìa. Mấy người khách kia là thế nào đấy? Đi lại nhiều quen ông Luận. Còn bạn không quen à? Tôi mới vào sơ sơ thôi. Chắc kiếm được. Lương thế sống sao nổi. Dân nuôi là chính. Dân buôn phải không? Mấy mụ kia chứ gì. Còn người khác lương ít sao họ không làm thế? Được bao nhiêu? Bạn giấu à? Tôi mà giấu bạn thì tôi... Đừng thề vội.
Hồi ở trường bạn hăng lắm cơ mà. Không đấu tranh à? Khó lắm. Tai họa xuống đầu ngay. Bây giờ... chịu à? Bạn đừng nói cho ai biết nhé. Mà có nói tôi không nhận đâu đấy. Cứ 10 đồng, bán vé 2, lái xe 7. Còn một? Phần lý phụ. Thảo nào, khó nói là phải. Hôm nay mất lộc nên hành khách khổ. Trọng này, còn trẻ đừng tập cái lối sống hư hỏng ấy. Nó hèn người đi. Chị ơi, chị có quen anh lái xe này đấy à? Tôi nhờ người ta mua hộ vé. Vâng. Bác lớn tuổi, nhờ bác nói với anh ta một câu để bà con nhờ. Ăn thua gì? Anh chịu khó thay mặt bà con lại điều đình với ông lái xe đi. Ở đây thì ốm mất. Cố mềm mỏng một tí anh ạ. Anh nói thì may ra họ nghe ra đấy. Chứ cái chị kia ấy thì... Anh Sơn này, xe hỏng mà lão ta chẳng chịu chữa gì cả. Cứ ngồi khảnh hút thuốc lá. Anh đi ra đây. Tôi xin lỗi. Tôi không thể chịu được lão ta nữa rồi. Lại phải ra cho lão ta một trận nữa mới được. Thôi để tôi. Cứ như đồng chí thì hỏng hết việc. Thái độ lúc nãy tôi cũng không đồng tình được. Xe đang chạy cứ làm ồn lên. Cả đồng chí cũng thế. Thì im mà. Không phải lúc. Người ta ngồi trước tay lái là người ta đang làm nhiệm vụ. Chứ người ta chơi à. Muốn gì thì cũng phải tôn trọng nội quy. Ai cũng làm ầm ĩ lên theo ý của mình thì ai làm việc được. May mà không xảy ra tai nạn đấy. Thế thì tù. Những người phá nội quy cũng không yên đâu. Thế thì anh ra mà báo cáo anh với lão ta. Báo cáo đồng chí, liệu sắp đi được chưa? Bà con vất vả quá. Xe hỏng. Hỏng bộ phận nào đấy đồng chí? Nếu cần tôi xin giúp một tay. Đồng chí đừng ngại, tôi phụ được mà. Ở chiến trường tôi cũng đã lái xe mấy năm. Mấy năm? Như tôi đây này, cũng mười mấy năm, còn chẳng ăn ai. Nhưng thôi, việc của chúng tôi, để chúng tôi làm. Chúng tôi khắc có trách nhiệm. Xe hỏng cái gì đấy anh? Có cần giúp không? Cảm ơn, không sao cả. Anh cứ đi đi. Đi nhá. Có việc gì đấy không anh? Có dây cô loa cho mình mượn tạm một chiếc. Anh để tìm đã nhá. Cái này có vừa không? Thôi được, cảm ơn nhá. Thôi tôi đi trước. Gặp nhau ở Hà Nội. Đi nhá. Thế nào đồng chí? Thư thả. Đồng chí cũng để cho tôi uống ngụm nước nữa chứ. Xe không có tấm thảm thì nguy đấy. Ông bà lão đâu? Ở phía sau. Cầm cầm cầm.
Thiệt các bác, nhanh lên một chút, các bác ơi, không ướt hết mất rồi. Đây, các bác lên rửa này ạ. Nào, nhanh lên một chút cho các bác cái lên nào. Thì mau lên đi. Em đây, cái tay của tôi kìa. Kéo kính lên đi. Đồng chí cần gì tôi đỡ cho mà. Luận ơi, ai đây? Đồng chí hỗ trợ thôi. Có chuyện gì thế? Anh Việt đây à? Anh đi với ai thế? À, tôi đi với ông chủ nhiệm công ty, đưa ông ấy đi kiểm tra. Thôi, không can gì đâu. Anh cứ đi đi, để ông ấy sốt ruột. Tôi chữa được mà. Đồng chí ơi, đồng chí chữa giúp chúng tôi với. Chúng tôi đợi lâu quá rồi bác ạ. Ông xem thế nào, kéo giúp chúng tôi với. Xe tôi cũng yếu lắm, không kéo nổi đâu. Ông ơi, ông làm ơn giúp đỡ. Đồng chí Luận chưa sắp xong rồi, hành khách cứ yên tâm, lát nữa thôi. Đồng chí xem nó hỏng cái gì. Chắc không phải xăng, cũng không phải điện, mà cũng không phải cua loa. Tôi nghĩ mãi mà chưa tìm ra. Đây là chiếc xe tốt nhất mà công ty chúng tôi cho chạy đường này. Trước khi chạy đã xem xét kiểm tra kỹ càng. Làm cho đội 4 mang tai mang tiếng nhiều rồi đấy. Chấm dứt cái trò ấy đi. Nhanh lên, chúng tôi đợi cậu ở bến đấy. Cho cháu bé một tí nào. Cháu ơi, Hòa ơi. Có nhìn thấy đường không? Bác xoa cho cháu. Đây, bên kia đường sắt có trạm y tế. Có trạm y tế à? Tôi xem đã nào. Vang đi thôi. Làm thế nào được cháu đi được cho bác. Của tôi đi đành lên. Hòa Tài ơi, ông ngắt thế này à? Đấy, có gì mà chuyên môn. Không khéo thì nguy mất. Tôi đã nói anh Luận đâu ấy nhỉ? Mà hại người như thế, khổ người ta không có chứ. Cháu bé nó vẫn mềm mệt lắm. Mặt nó nhợt nhạt. Bà con ơi. Đề nghị bà con bình tĩnh lại. Đừng làm rối ruột lên. Ta giãn ra một chút. Chứ hơi người như thế này càng nguy hiểm. Chú, để tôi xem có chỗ nào cấp cứu không. Vâng. Chạy qua bên đường sắt đi đồng chí bộ đội ạ. Tôi đã bảo ông rồi, ông không nghe tôi đâu. Ông để nó ở nhà cho tôi. Ông lôi nó đi cho bằng được. Ông làm khổ cháu tôi. Hòa ơi. Bà con cháu bà con nói đi rồi mang đi cả sớm được đi bên đây yên tâm để họ mang đi cứ đi gấp đi một tí. Anh Sơn ơi, trạm y tế ở đâu? Anh Sơn, bác ơi, đây cơ mà. Bác ơi, bác thông cảm cho tôi, thực tình là tôi cũng không muốn bác ạ. Thôi, tôi còn trông mong anh cái gì nào. Các anh làm ăn như thế này đấy.
mà tôi cứ đi nhờ xe không đâu chứ. Cũng phải bán thóc đi mua vé, cũng phải bỏ sức lao động ra chứ. Ông ơi, ông đợi tôi đi với ông. Ông đàn ông, đàn an, ông trông thế nào được nó. Ông đợi tôi với. Bà cứ ở lại đi với cô chú ấy. Bà có ra Hà Nội trước thì bà dỡ hàng xuống, ngồi chờ tôi ở bến xe. Bà đừng rời đi đâu khỏi nửa bước. Lạc đấy, sẽ đến nơi tôi khác tìm với bà. Ông đừng lo gì cho tôi. Cháu đi với ông, vẫn đi với bà nhé. Giữ cho tôi cái ba lô, cả cái túi nữa nhé. Anh Sơn, anh Sơn. Tôi sẽ đưa bà cụ về nhà. Khi nào ra, anh đưa ông cụ đến đấy nhé. Địa chỉ của Vân đây. Anh giữ lấy, đừng để mất nữa nhé. Anh Sơn ơi, tôi muốn nói với anh. Muộn rồi, anh quá quắt lắm. Không có ai như anh, không có một ai. Nhà nước giao xe cho anh là để phục vụ bà con. Anh đã không làm như thế, anh tự cho mình cái quyền. Muốn làm gì thì làm, muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn cho ai lên thì cho. Chẳng theo cái quy tắc nào cả. Anh đi ra ngoài cái nhiệm vụ được giao rồi đấy. Khổ cháu tôi. Cháu tôi. Bác ơi, bác. Ta lại đằng kia có trạm y tế. Đi nhanh bác. Mau chân lên bác ơi. Báo cáo đồng chí, cháu bé. Quảng đâu cô? Anh ấy bảo sang tìm anh cơ mà. Hôm nay có dỗ thầy chúng em. Kìa, anh ngồi đi. Chốc nữa anh ấy về đấy. Gầy. Có chuyện gì thế? Có trường hợp cấp cứu phải đi Bạch Mai ngay. Trên đường ra sao nghe báo cáo thì cũng nắm được. Kẻ cũng hiếm gặp những trường hợp đặc biệt như hôm nay. Từ lúc gặp Luận đến giờ mình cứ phải nghĩ ngợi mãi. Từ lúc nào kia đồng chí? Lao động vất vả là như thế. Phải
phải bồi dưỡng luôn cho anh em mình chứ, có lợi cho công ty lắm đấy. Được. À mà này, sao các đồng chí không đặt vấn đề nâng bậc lương cho cậu ấy nhỉ? Theo mình thì nâng hai bậc một lúc được đấy. Đồng chí chủ nhiệm, việc nghị luận thì đảng ủy chúng tôi định đưa ra ban thanh tra công ty đấy, khác với ý kiến anh. Được như cô chú bây giờ thì chả còn ai ức hiếp ai. Chú Sơn thì điềm đạm, chững chạc mà tử tế quá. Cô thì nhanh nhẩu, thẳng thắn. Vợ chồng cô như thế. Ê chết, bác. Không phải đâu. Chúng cháu chỉ là bạn thôi. Ừ, thì tôi cũng biết là bạn. Nhưng tôi cũng cứ ước gì được như thế. Không, tôi nói thật đấy. Bác, cô bỏ qua cho. Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen. Lần này được biết cô chú. Bao giờ có dịp đi công tác, nhớ tạt qua nhà chơi với vợ chồng tôi nhé. Vâng. Thank you.
Vân 124C Nguyễn Du. Cô Vân, cô Vân, chú Sơn kia rồi, mày quá. Mà sao có một mình chú ấy? Ông cháu nó đâu rồi? Ông cháu nó đâu rồi? Thế nào? Cháu thế nào rồi chú? Cháu về đây từ chiều hôm qua. Chậm một tí thì không cứu được. Các bác sĩ đang theo dõi. Nhanh lên, cho tôi xuống với. Các bác ơi, các bác chờ cho một tí. Tôi có việc khẩn cấp, muốn nhờ bà con phối hợp cho. Xin bà con dừng lại ở trên xe ít phút. Xin đừng ai xuống vội ạ. Thế nào, chú? Cháu sao? Các bác sĩ đang chữa cho cháu ạ. Đã qua được cái đợt gay go rồi. Bác cứ yên tâm ạ. May quá, thế thì mừng quá. Tất cả chúng ta ở đây, ai cũng biết vì sao cháu bé lại như thế. Ai cũng hiểu chuyến xe này. Tôi đã viết một biên bản tập thể ở đây, đề nghị mỗi người ký cho một chữ để tránh những lần khác. Họ có chịu sửa đâu mà ký hả đồng chí? Tôi đề nghị bà con hãy vì lợi ích chung, chúng ta ký tất cả. Ai giúp cái gì lục cục ở trên buôn xe đấy nhỉ? Ôi sao, ký không thì được cái gì. Xe đến bến thì phải để cho chúng tôi xuống, chúng tôi còn nhận hàng hóa. Không có thì mất hết bây giờ đấy. Xin phép nhé. Hãy khoan, sao lại thế? Chị chỉ lo cho cái thân chị thôi à. Hàng của chị đã có người trông cho rồi. Đồng chí, tôi đã ký rồi đây. Có cả địa chỉ của tôi đấy. Này, mời bác ạ. Mời cô ký ạ. Không ngờ anh cũng về học trường đại học kỹ thuật. Tôi đang học năm thứ hai ở đấy. Có gì cần mời anh cứ đến nhà tôi, A1, khu giảng võ, hỏi Hà nhé. Cảm ơn. Chào bác ạ. Chào chị. Chào anh. Chị. Xin lỗi. Đi đâu? Về mai nhé. 3 đồng. Có tháo 2 đồng nhé. Anh Luận, anh cho chuyển hàng xuống cho em đi. Chào đồng chí, yêu cầu chị mang cái vali này vào phòng thuế để kiểm soát nhé. Các chị mang ngay đi. Đi, mang đi. 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 Bà cứ yên tâm, cháu nó thì chắc sẽ khỏi thôi. Vâng, nhưng tôi vẫn lo lắm ông ạ. Thế là đủ cả đấy. À, kìa ông bạn. À, ông đi đâu thế? Mình vừa đi chuyến xe này đây. Đi không một mình thôi à? Mình vừa bị một trận. Gươm quân của ông nó hành ghê quá. Tôi gửi đồng chí cái biên bản ạ. Vâng, công ty chúng tôi xin cảm ơn đồng chí. Đây là việc của chúng tôi và cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Đồng chí Luận được giao lái cái xe tốt nhất của công ty chúng tôi đấy ạ. Tốt nhất mẹ về sau cái xe cũ hơn một ngày rời. Tôi cũng không hiểu tốt nhất ở chỗ nào. Chúng tôi cũng không ngờ. Vấn đề này phải rút kinh nghiệm. Chúng tôi xin xem xét nghiêm khắc vấn đề này. Thưa bà con, chúng tôi xin nhận trách nhiệm. Mong các đồng chí thông cảm cho. Coi đây như là chuyện trong nhà ấy. Vâng, chuyện trong nhà thật, nhưng lại xảy ra ở nơi công cộng, lại nguy hiểm đến tính mạng con người. Tôi đề nghị phải giải quyết công khai, phải đưa việc này đến ban thanh tra nhân dân của Bộ Giao thông. Anh Sơn, cháu nó nằm phòng mấy? Chiều nay tôi muốn đến thăm cháu một lúc. Cậu chưa đi được đâu, cậu còn phải vào phòng thuế để trả lời về việc mấy con buôn kia đã.
Bác ạ, con búp bê này để cho cháu Hòa. Bao giờ cháu khỏe cháu chơi. Bây giờ bác định thế nào ạ? Cô Vân phải về gia đình, cháu phải đến trường đại học. Nhưng thôi, việc của cháu, cháu tự lo liệu lấy được. Bây giờ bác muốn đi đâu, cháu đưa đi. Giấy gọi đi đại học bị mất rồi cơ mà. Thế nào bây giờ?